Hello, chào mừng tất cả anh em nha. Rất vui khi được gặp lại tất cả anh chị em trong chiếc video ngày hôm nay. Thì trong chiếc video này, mình xin đại diện cho đội nhóm REO Lifestyle chia sẻ một đoạn video. Vừa qua anh em mình có cứu hộ một chiếc xe REO đầu kéo bị mắc lầy dưới sình. Thì mục đích anh em mình thì cũng muốn đi vào cái chỗ khô ráo để đậu xe, tại vì ở gara của đội mình thì xe rất nhiều nên là thiếu chỗ để đậu xe, nên anh em mình phải chịu khó đi chỗ này chỗ kia để đậu ven ven cái gara. Nhưng mà không may lui xuống thì lại dính sình, thì anh em mình dùng chiếc xe cứu hộ để kéo chiếc xe đầu kéo này lên nha. Tiện thể trong chiếc video này thì mình xin gửi đôi lời tới tất cả anh chị em đang quan tâm đến xe REO cẩu weekend. Thì phía trước màn hình và chiếc xe REO cẩu weekend cứu hộ ở bên trái, thì anh em mình muốn nhượng lại cho những ai có nhu cầu sử dụng trong công việc cũng như cứu hộ cẩu đá hoa cương, thì xe này có thể chịu tải nặng được, nó hoạt động rất tốt trong điều kiện khắc nghiệt. Thì ai có nhu cầu hãy liên hệ dưới thông tin phần mô tả video này nha.